kết thúc khung hình rồi, nhưng mà đi ra đây lại thấy cái cây trứng gà đẹp quá. Ở trong cái khuôn viên bảy cây trong trong khu vực bảo tàng Hà Nội các bác nhé. Tôi lại phải nhắc lại là tôi rất thích những cây dân dã và có quả gắn liền với tuổi thơ của mình các bác. Đấy, thì có cây nôm na là có cây ổi, cây trứng gà, cây gì nhỉ? Ổi, trứng gà, những cây có quả ấy các bác. Mà ở quê mình hay thậm chí là xoài, mít là mà cho lên bonsai được làm thì tuyệt vời. Hồng xiêm đấy các bác, rất dân dã, vậy thế mà cho lên chậu được làm bonsai thì tuyệt vời quá, sống lại tuổi thơ các bác ơi. Thứ nhất là vừa có đam mê chơi, thứ hai là lại sống được lại tuổi thơ, rất là nhiều ý nghĩa và nó làm mình cảm thấy rất là vui. Đấy các bác, cái trứng gà Lekima, Lekima anh Khanh, anh Khanh tôi quen thì có một cây trứng gà có lẽ là cây đẹp nhất tôi từng thấy, và có khi là nó đẹp nhất trong các loại cây mà trứng gà mà anh em đang trên cây cảnh bây giờ đang có. Đấy, hiện đang bày ở bên An Mộc Viên các bác nhé. An Mộc Viên có một cái trứng gà của anh rất là quý, rất là quý, cực kỳ quý. Quý như nào thì các bác xem, sang xem thì rõ, chứ tả thì rất là khó. Nó là đại loại, nó một cái trực và bệ rễ của nó khủng khiếp và rất là thấp, mà đại thụ to hơn cây này rất nhiều nhưng mà thấp. Đấy, nó quý ở chỗ đây, thân bệ rễ của nó không kém gì xanh, thậm chí đẹp hơn, u nần lên kiểu như bụt mọc các bác, nó già quá nó như vậy. Đấy, vừa nãy anh em, vừa nãy tôi vào hết khu vực này rồi, đi một lượt. Bây giờ tôi thấy ở đằng này có một chút cây nữa, tôi vào xem có nhiều những cái đặc biệt không. Đấy, không gian văn hóa bia đá và rùa đội bia đá đây, đôi rồng trầu thời Lý nếu tôi nhớ không nhầm. Xin nhắc lại các bác là văn hóa Việt nó lai căng rất là nhiều, và tất nhiên tôi cũng chẳng hiểu biết gì nhiều, nhưng mà cơ bản là tôi biết văn hóa thuần Việt. Trước cổng là ngự đôi chó đá, rất quê, rất dân dã và hiền hòa, chứ không dữ dằn như là những cái đôi lân, đôi sư tử ở Trung Quốc. Thậm chí mình cũng có những cái sư tử nhưng mà nó không dữ dằn như vậy, cả rồng ghép nó cũng khác. Thì bây giờ mình các bác chơi thì nó bị loạn rất là nhiều. Các bác thích nhìn nó hầm hố, các bác chơi đưa những con đôi sư tử giết rất là khủng khiếp về, nhìn nó rất là dữ tợn, nhưng thực tế nó không đúng với cái không gian văn hóa cho lắm. Tất nhiên các bác có tiền, các bác có quyền, các bác sở thích các bác chơi, nhưng mà các bác nói đấy là nguồn gốc văn hóa Việt thì là không phải các bác ạ. Đây, đây là một rừng bằng lăng núi đá, và chắc chắn là nó cũng ở bên miền trong kia ra thôi. Mạn Bình Thuận kia chắc là rất là nhiều, không biết có đúng không. Bình Thuận kia miền Trung đấy, hoa rất đẹp nhưng mà bằng lăng đá. Cái này ghép được với Tường Vi các bác nhé, ghép được với Tường Vi. Đi tìm xem biết đâu đấy ở trong này nó có những cái cốt và có thể mình có duyên chăng, cũng hơi khó đấy. Gốc hoa giấy rất khủng khiếp. Đấy, voi và ngựa, voi và ngựa cũng làm văn hóa rất là đặc trưng của người Việt, đặc trưng của người Việt các bác nhé. Những cái cây con vật hay là những cái nét, đường nét điêu khắc thì nó rất là hiền hòa, nó hiền hòa các bác, nó không dữ tợn nó như là Trung Quốc. Đấy, thì nó cũng là cái
cái đặc tính của đặc điểm con người Việt Nam các bạn. Đấy. Cái gì cũng hiền hòa, nho nhỏ, hiền hòa, không bề thế, không dữ tợn. Đấy. Theo hiểu biết nông cạn của tôi là như vậy. Đấy, không gian bảo tàng Hà Nội các bạn. Chỗ này thì để tìm được cái cây đặc sắc thì chắc hơi khó, nhưng mà cây lạ thì là đây có một cái cây gì đấy, lá nó như nhựa rất hay. Mình cũng không thể nào mà biết hết được các loại cây được các bạn. Đại loại thấy một cái cây lạ lạ đây. Một cây tùng La Hán rất giá trị là ra đi đây rồi. Ra đi đây rồi. Bằng lăng núi đá rất là nhiều đây. Đang được dâm ươm ở đây rất là nhiều. Lộc vực hoa trắng. Một cái thông thông thà dáng đổ. Thông dáng đổ. Thông này là thông hai lá các bạn ạ. Thông lá hai đấy. Hai lá hay là lá hai cũng được. Vì một cái lá đây nó có một cái nách này nó có hai cái lá. Wow. Dưới kia có cái cây tùng nhưng mà rụng hoa lục vừng và nhìn nó đỏ đỏ. Tôi nhìn tôi giật mình, tôi tưởng quả nó đỏ như vậy. Hoa lục vừng đấy. Thơm. Thơm, lục vừng thơm lắm. Đấy, cây xanh long. Cây này cũng vậy. Các bác vừa nhìn thấy những cây này thấy sợ đúng không? Nhất là không gian không có, thứ hai là vật được nó thì hơi vất. Mà cốt cán của nó cũng không được đẹp cho lắm. Nhìn thấy nó là thấy ngại. Đấy, rất nhiều bằng lăng, rừng bằng lăng ở đây. Đỗ quyên. Đây. Một cây tường vi đây. Khu vực này kiểu như là khu vực ươm trầm, trồng các bạn. Ươm trầm. Nó gần cái mặt ao, mặt hồ kia. Đấy. Khu vực trưng bày thì ở đằng kia. À đấy, cái cây này đây. Ở đây trồng rất là nhiều, ươm rất là nhiều. Mình không biết tên cây này. Đấy, con rùa. Cụ rùa. Cụ rùa. Đây, có một cây du. Có lẽ là sạch sẽ đẹp, sạch đẹp nhất ở đây rồi. Cây du. Rồi ok, tôi lại xin phép vòng ra ngoài. Có lẽ phải tìm thêm một cây gì đấy cho cái khung hình nó đẹp hơn. Có cây trứng gà đặc sắc kia rồi. Cây kết thúc ở cây phi lao kia đây. Nhìn thấy một cây phi lao kia. Phi lao góc này. Vừa nãy tôi cũng chưa quay. Thì quay nốt để các bác theo dõi một vòng ở trong cái chỗ bày cây trong chỗ bảo tàng Hà Nội đó nhé. Đấy, cây phi lao. Rất đẹp. Vào chi tiết các bác nhé. Đấy.
1, 2, 3, 4, 5. Rất là nhiều thân quần thụ quấn quýt với nhau như một đại gia đình các bác ạ. Như một đại gia đình. Đấy, mặt này thì các bác nhìn nó sâu thuận hơn. Mặt kia thì rất là u cục. Okay, như vậy là tôi đã kết thúc một vòng sơ cua ở trong không gian này. Xin phép hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé. Cây ổi rất đẹp, rất là nhiều quả. Ổi mà buông như liễu thôi. Ổi tàu nhé. Ổi tàu xịn luôn, lá rất nhỏ, lá như sim. Đấy, hoa đang quả. Đấy. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.